trong liên minh, nếu như hầu hết các tướng thường được thiết kế với ngoại hình bắt mắt, hầm hố, hay chí ít thì cũng có đôi chút nguy hiểm, thì vẫn có một vị tướng, dù đã hàng trăm, hàng nghìn tuổi, nhưng chỉ sở hữu ngoại hình của một đứa trẻ, Zoe. Tuy nhiên, mặc cho sự dễ thương đến từ ngoại hình, Zoe vẫn là một pháp sư bị ghét vì có một bộ kỹ năng ung thư nhất nhì liên minh, từng gây ức chế đến cùng cực cho biết bao người. Vì vậy, hôm nay hãy cùng xem game.com tìm hiểu rõ hơn về Zoe cũng như những sự thật thú vị về cô nàng loli ung thư nhất liên minh nhé. Thông tin cơ bản về Zoe. Zoe, vị tướng thứ 139, được ra mắt vào ngày 21 tháng 11 năm 2017 ở phiên bản 7.23. Người đảm nhiệm việc thiết kế bộ kỹ năng không ai khác chính là cha đẻ của đấng Yasuo, Certainty. Zoe được lồng tiếng bởi Erika Lindberg, người cũng lồng tiếng cho Talia và Morgana. Zoe là thượng nhân kế nhiệm của thực thể thăng hoa trên đỉnh núi Targon có tên là Misha, một thượng nhân hoàng hôn từng đối đầu với bè lũ Darkin và có công lớn trong việc kết thúc cuộc chiến này. Mặc dù có một ngoại hình cùng tính cách cho đến giọng nói của một cô nhóc 13 tuổi, thế nhưng tính đến thời điểm hiện tại, Zoe đã thọ 1.000 cho đến 1.100 tuổi. Cô cũng là vị tướng thọ nhất nhì trong liên minh khi có thể sánh ngang hàng với thú cưng của cô, rồng thần vũ trụ Aurelion Soul. Ngoài ra, cái tên của Zoe trong tiếng Hy Lạp cũng mang lại ý nghĩa Life, sự sống, đối nghịch với Death, cái chết. Những nét tiêu biểu trong câu chuyện là hiện thân của sự tinh quái, trí tưởng tượng và thay đổi. Zoe nắm giữ vai trò sứ giả vũ trụ của Targon, truyền bá những sự kiện trọng đại có thể thay đổi thế giới. Chỉ riêng sự hiện diện của cô thôi đã đủ bẻ cong thực tại, đôi khi gây ra những biến cố vô tình. Khi còn là một cô bé, Zoe đã được thượng nhân hoàng hôn chọn làm hiện thân tiếp theo của mình. Zoe vốn là một cô bé ngây thơ và sẽ phản ứng hết sức tự nhiên và hành động hết sức bình thường với những thay đổi. Chính vì sự vô tư lự và nghịch ngợm của mình, cô đã gây ấn tượng với thượng nhân hoàng hôn và được ngài trao cho sức mạnh. Mặc dù có một nguồn sức mạnh có khả năng thao túng thực tại và du hành đến các chiều không gian khác nhau, Zoe vẫn chẳng quan tâm đến gì khác ngoài sự vui thú cũng như là hành động để có thể thỏa tính tò mò của chính mình. Chính nhờ sức mạnh được may mắn trao tặng, Zoe vẫn giữ được hình hài của một đứa trẻ sau hàng nghìn năm du hành trên khắp các vũ trụ, sau đó trở về Runeterra. Mối quan hệ của Zoe với các tướng khác. Là sứ giả của đỉnh Targon, cô nắm rõ tất cả các thượng nhân, vật chủ và hiện thân của họ. Cô còn được coi là một cầu nối giữa những thực thể ngoài vũ trụ khi có mối liên hệ với rất nhiều vị tướng trong liên minh. Đầu tiên chính là Aurelion Soul, bạn thân của Zoe, nhưng hắn không tin cô cho lắm. Trên thực tế, Zoe là hy vọng tốt nhất giải thoát được cho Aurelion Soul sau khi hắn bị những người Targon lợi dụng. Cô cũng có mối liên hệ với thượng nhân chiến tranh Pantheon khi chính Zoe đã bảo vệ Aurelion Soul khỏi cơn thịnh nộ của vị thần này. Không những vậy, tiền kiếp của Zoe, thượng nhân hoàng hôn Misha và các thượng nhân Targon khác đã cho người phàm công cụ để giam cầm những Darkin còn lại. Do đó, những Darkin được giải thoát và hiện đang tự do, đặc biệt là Aatrox, căm ghét hầu hết mọi thượng nhân và hiện thân của chúng. Đáng chú ý nhất là thượng nhân hoàng hôn Zoe. Ngoài ra, Zoe dù là một bà lão nghìn tuổi, thế nhưng cô lại thực sự thích Ezreal. Vì vậy, cô cũng xem Lux, một cô gái 18 tuổi, chính là tình địch lớn nhất của đời mình. Những nét thú vị về Zoe. Với một tiểu sử đậm chất pha trò,
Zoe gần như được sinh ra với vô số những nét thú vị bẩm sinh đi kèm. Đầu tiên chính là những điểm thú vị trong hoạt ảnh. Khi chui ra khỏi vòng tròn thứ hai của chiếu cuối, vòng xuyên thấu, Zoe sẽ liếm một que kem. Que kem này cũng xuất hiện ở hoạt ảnh căn chuồn 1. Zoe cũng có nhiều hoạt ảnh đi bộ luân phiên khác nhau, nhưng người chơi cũng có thể chuyển đổi tới hoạt ảnh khác tức thời bằng cách dùng tổ hợp phím căn chuồn 5. Trong quá trình phát triển, Zoe được gọi về cái tên Mirror Mage, Pháp sư phản chiếu. Cô là tướng thứ hai xuất thân từ hội kín Lunari, người đầu tiên chính là Diana, vầng trăng ái oán. Ở thời điểm ra mắt, quả bóng bay của kỹ năng E, bong bóng ngủ, sinh ra ở cả hai căn cứ Summoner's Rift ở đầu trò chơi. Không những thế, khi di chuyển, Zoe có thể tự do hất mái tóc dài bất bình thường của mình nhờ phép thuật. Ngoài ra, Zoe cũng là tướng đầu tiên của Liên minh bị người chơi ghét đến nỗi chung tay thu thập đủ chữ ký để có thể xóa vị tướng này khỏi trò chơi. Đây là tướng đầu tiên xảy ra trường hợp như trên. Thế nhưng may mắn thay, Zoe vẫn được Riot giữ lại và giảm sức mạnh để lấy lại sự cân bằng mà thôi. Điểm nhấn trong trang phục. Zoe được lấy cảm hứng từ nhiều kẻ lừa gạt trong thế giới thần thoại. Vai trò của cô giống với Hermes thời tiền Hy Lạp và những thiên thần của người Semit. Cô là vị tướng heterochromic đầu tiên có hai màu mắt khác nhau, khi mắt phải là màu tím, còn mắt trái thì màu xanh. Ở đây không tính Lulu độc ác nha. Ở trang phục mặc định, Zoe mang theo một viên đá mặt trăng, một chiếc chuông của Bard và một chiếc chìa khóa của Fiddlestick. Cô ấy cũng có một túi nhỏ màu tím bên cạnh các đồ trang sức khác. Nó sẽ rất khó nhận thấy trong ảnh bìa, nhưng có thể dễ dàng nhìn thấy trong mô hình in-game. Ngoài skin mặc định, Zoe còn có 3 skin khác đều thuộc hàng sử thi trở lên. Đầu tiên là Zoe thần đồng công nghệ. Đây là trang phục được ra mắt đi kèm với Zoe mặc định. Bối cảnh ảnh bìa của cô được lấy cảm hứng từ Splatoon và Blade Runner 2049. Ngoại hình của cô được lấy cảm hứng từ The Classic Splatoon Girl. Cô cũng có một số điểm tương đồng với Futaba Sakura trong Persona 5, người cũng được lồng tiếng bởi Erika Limbeck. Cũng giống như Zoe mặc định và những skin khác, Zoe thần đồng công nghệ cũng có hai màu mắt riêng biệt với xanh lá và xanh dương. Bong bóng của kỹ năng W, kẻ trộm phép, có nhiều loại biểu tượng cảm xúc được dùng trong các ứng dụng nhắn tin vô cùng quen thuộc. Trong khi đó, bóng bay từ kỹ năng W mà quân lính cầm trên tay cũng mang biểu tượng của tệp tin rỗng trong Windows. Với skin Zoe thần đồng công nghệ, kẻ địch bị trúng bong bóng ngủ sẽ có hoạt ảnh tương tự như màn hình xanh khi chập nguồn của máy tính. Không những vậy, sau khi chết thì một screen cap sẽ xuất hiện trên cơ thể của Zoe. Nó cho thấy nguyên nhân cái chết của cô là do nghịch sao. Bơi. Đây là trang phục có sự xuất hiện của Nami, Quốc Kỳ Cục, Bimo, Lulu, Mr. Toon và Zix tiệc bể bơi. Mắt của Zoe trong trang phục này cũng có hai màu riêng biệt là xanh lá và tím. Đây cũng là skin được ra mắt vào đúng thời điểm sinh nhật 6 tuổi của Liên minh Việt Nam. Và cuối cùng chính là Zoe, vệ binh tinh tú. Đây là skin có sự xuất hiện của Saya và Rakan. Linh vật của Zoe trong trang phục này chính là Bạch Tuộc Ran, linh hồn quen thuộc của Zoe, đóng vai trò là bong bóng ngủ, đồng thời là ngôi sao của Quy, nghịch sao. Ran cũng đóng vai trò là yo-yo của Zoe trong một số hoạt cảnh đi bộ. Trang phục này cũng có hai màu mắt riêng biệt là xanh dương và tím sẫm. Vậy bạn nghĩ sao về cô nàng Loli đáng yêu này? Hãy để lại bình luận của mình bây giờ nhé! Và đừng quên đưa ra tên vị tướng bạn muốn xuất hiện trong số tiếp theo.